Hoàng đã trở lại với chương trình của Vũ. Hello Vũ. Hello. Dạ. Vũ cho biết là tại sao thích mặc cái áo này giống như cái đội bóng của hình như là Mexico hả? Vũ có phải là người gốc Mexico không Vũ? cái áo này đó, mà nước là xin chào anh Minh Giang. Vũ thì cũng chơi rất là đam mê đá banh và chơi đá banh và cũng theo dõi đá banh. Chơi đá banh này bonsai cũng 9-10 năm rồi, đá từ giải trẻ đến giải giải gọi là trên 38 á. Thì cũng 9 năm rồi, cũng giành được một số cái giải thưởng. Giành là người ta thưởng mình hay là mình người ta là đạt giải rồi mình giành của người ta, mình giật của người ta lại sao anh? Chắc không có giật đâu, giật đó giật lại. Có nghĩa là mình phải tranh đấu trong cái giải là giải thi đấu đá banh của ở bên xa đó, thì cũng thắng rồi mình mới được cái cúp. Cũng giống như cái cúp World Cup thôi, nhưng mà đây là những cái cúp mà những anh em ở bên xa đá với nhau thôi. Rồi cái áo này là cái lịch sử là cách đây 6 tháng em có đi qua ngay cái tường qua Mễ, ngay cái tường biên giới ở San Diego á. Thì đi hướng về từ Mễ về lại biên giới Mỹ á, thì những người mà bán hàng rong á, họ ở ngay ở biên giới họ bán và thấy cái áo này đẹp, nó hay là mình mang một cái kỷ niệm gì ở Mexico. Là bao nhiêu tiền? Cái này là 1.700 peso. Peso là khoảng 70 đô. 70 đô từ Mỹ đó. Thì Vũ chạy hôm nay là đi chơi thể thao và chạy bằng cái chiếc xe VinFast. Thì được biết được rồi thì Vũ cũng có đăng ký mua thêm một cái chiếc xe VF9 thì phải đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao Vũ lại có cái ý định là sẽ đã đăng ký và đăng ký như thế nào? Cái đó là đó thì mình không biết, có nhiều người cũng không hiểu rằng cái cách đăng ký hay là ghi danh hoặc là đặt cọc hay là mua cái xe đó là như thế nào Vũ? Vũ có thể chia sẻ với mọi người không? Cái đó là cái hình thức mình giống như mình đăng ký vào cái waiting list mà mình đặt chỗ trước các bạn. Là trên website của VinFast á, có nó có cái form để mình đăng ký, mình trả tiền cho nó, mình đặt để mình giữ chỗ. Cái đó có phải là VinFast không? Dạ đúng rồi. Đó là mình đặt mình điền thông tin vào và mình trả để mình giữ chỗ. Là cái giá là 200, cũng như cái đợt trước VF8 các bạn. Và sau khi mà mình trải nghiệm lái cũng như là mình lái sự VF8 mấy ngày đây á, thì thấy chất lượng xe cũng khá là tốt. Từ những cái chức năng của một xe EV mà xe smart đó, giống như một cái hệ thống computer vậy á. Cái gì cũng là touch với là nó rất là an toàn. Chế độ chạy tự động trên freeway, rồi nó mình đi rồi cái camera phía trước sau trái phải nó quan sát được, cũng như là cái kính thì mình xe hai bên mà đi qua là nó có thể nó báo cho mình biết để mình giữ cái độ an toàn. Và thứ hai đó là mình cũng là một người Việt Nam ở bên nước ngoài, ở hải ngoại, thì mình cũng muốn ủng hộ một sản phẩm của người Việt ở trong nước. Và mình đi một cái xe này, mình đến những cái chỗ mà mình làm việc, cái hãng, thì mọi người, những người mà bản xứ ở đây, họ cũng tròn mắt, họ ngạc nhiên, ủa đi xe nào vậy? Thì mình nói, ô mày đoán để xem, họ đoán hoài không, họ không ra. Nhưng mà sao mình nói là từ cái đất nước mình, tao nơi tao sinh ra đó, đó là Việt Nam á. Mình nói một cách tự hào như vậy thì họ cũng chăm cho và khác, xe đẹp. Mà hồi trước giờ Vũ có thấy cái chiếc xe VF9 chưa? Có lái thử xe VF9 chưa mà tại sao quyết định là đặt mua như thế? Dạ, thưa anh, là VF9 thì chưa có mặt lại tại Mỹ. Nhưng mà VF9 thì đầu tháng vừa rồi, tháng 4 đó, thì có đợt giao xe đầu tiên ở Việt Nam, ở Sài Gòn đó, thì mình cũng quan sát và thấy xe đó là kiểu xe 7 chỗ, xe gia đình các bạn. Và mình đi du lịch hay mình đi chơi hay nhà mình có đông thành viên trong gia đình đó, mình có thể mua xe đó, rent xe đó để
đi trong gia đình đông người hoặc đi chơi đi dã ngoại mình bỏ đồ nhiều nhiều quá thì mình và cái design của nó cũng rất là đẹp, cũng rất là đẹp, và nó cũng cái battery cũng chạy đến là 300 mấy 350 mao cho một lần chạc đầy đầy pin đó bạn, thì nó rất là thích hợp với cái mà ở đây đó bạn, hiện giờ chưa có tí là Tesla chưa có cái kiểu xe mà dành cho gia đình như vậy. Thì cái cách để mà lên trên mạng xã hội hay là đúng hơn là lên trên một cái trang, một cái website đúng không? Dạ. Anh là Vũ là đang đặt hàng ở trên website hay là đến một cái văn phòng của VinFast? Mình đặt trên website anh, mình đặt trên website cái gì bây giờ mình cứ đặt trên website. Thì trên trong web của VinFast các bạn có thể vô Google bấm research VF9 for VinFast đó, thì nó sẽ link ra cái trang VinFast. VinFast.net thì mình có thể vô cái form đó mình đặt để giữ chỗ, cái là hình thức mình giữ chỗ thôi. Thì là một cái người mà sống ở trong cộng đồng thì cũng rất là nhạy cảm về vấn đề mà hàng hóa Việt Nam, cờ vàng cờ đỏ các thứ, thì có những ý kiến nói rằng là mua xe VinFast là ủng hộ cộng sản, thì Vũ là không ngại hả, hay là có cảm thấy nó có sự khó giải quyết gì để mà khi mà mua một cái xe VinFast hay không? Em nghĩ là em không có ngại về vấn đề đó. Thứ nhất là em là một người ở đây từ nhỏ và cái thế hệ trẻ rồi, nó suy nghĩ rất là khác biệt. Đặc biệt nếu mà mấy đứa mà càng sinh càng nhỏ mà ở đây á, nó cũng ít quan tâm về vấn đề về quá khứ, thậm chí của họ đó. Những cái bạn trẻ cũng bây giờ cũng không có biết nữa, và quan tâm cái cuộc sống ở đây và cái tình hình ở đây hơn là ở Việt Nam. Bây giờ mình cũng biết được nhiều về Việt Nam mà cũng như là tôn trọng những cái gì trong quá khứ thôi, chứ còn cái cuộc sống bây giờ đó là vấn đề hiện tại và nhìn về tương lai, làm sao cho cái tình yêu quê hương á, đi đất nước và yêu dân tộc của mình đó, thì mình ủng hộ những cái sản phẩm của Việt Nam giống như một cái xe VinFast như thế này này. Còn những cái vấn đề về chính trị đặt qua một bên, và nó cũng nếu mà tính cái tư duy của em á, những cái gì quá khứ thì nó phải để lại quá khứ, mà mình phải sống với hiện tại và hướng về tương lai, thì nó mới đưa cái dân tộc, cái dân tộc của mình nó tiến lên được. Nếu mà cái gì mà cũng sống về quá khứ thì nó không nó dập chân vào chỗ. Yeah. Thì trở lại cái việc mà ghi danh để mà mua xe rồi đặt tiền đó, thì Vũ có thể chia sẻ là lên tới đó dễ dàng không? Người ta có hỏi là giấy tờ tùy thân của mình hay là có bắt mình phải đặt cọc như thế nào, rồi phải đưa thẻ credit vô như thế nào hay không? Dạ. Thì nó cũng rất là đơn giản anh. Rồi họ cái form nó chỉ là những cái thông tin cá nhân của mình, là cái tên họ của mình, rồi cái địa chỉ của mình, rồi rồi cái thẻ của mình để trả tiền. Và anh cũng biết là trong cái thẻ credit là nó khi mà mình bỏ vô thì họ có đầy đủ thông tin của mình hết rồi. Mình có thể trả bằng ATM được không? Credit hay visa được không? Cái gì được không? Credit hay debit thì đều được anh. Nhưng mà thông thường á mình phải trả credit online á. Để mình không có tránh bị mất thông tin anh. Credit đó. Credit nếu mà ai mà ăn cắp thông tin của mình mà trả tiền họ steal các thông tin credit mình đó. Mình có thể claim á. Để return lại ha. Họ return lại được. Chứ còn debit nó khó lắm bạn. Debit là giống như là cái tiền mặt của mình rồi. Mất là có thể mất luôn ha. Mất là mất luôn, khó lấy lại. Còn credit là nó giữ lại cho mình lại được. Rồi thủ tục nó như thế nào nữa? Sau đó thì bên cái chương trình của họ sẽ trẻ đưa cho mình bỏ cái email vô nữa, và họ sẽ gửi cho nó bỏ cái gì, cái địa chỉ email của mình á. Email sẽ gửi lại một cái confirmation là mình đặt cái số, cái reserve number là như thế nào á. Là có số mà gọi là VinFast á. Dạ đúng rồi. Rồi người ta có báo mình biết là khi nào sẽ giao xe hoặc là chuẩn bị khi nào lấy xe gì không? Họ nói là sao, họ sẽ báo sớm nhất khi mà có thông tin đó anh. Dạ.
là cũng là có nói về những cái thông tin là sẽ nhận xe ở đâu, hoặc là cái cách thức là phải chuẩn bị cái gì không? Dạ chưa anh. Bây giờ chúng ta đi đi xuống freeway này à. Đây là freeway ở phía Nam California. Đường này là freeway 405, freeway rất là quen thuộc của những người Việt Nam ở trong cái khu vực. À, cái đường này mà nếu mà đi thẳng hoài đó thì sẽ đi vào San Diego, có lẽ là đi về cái quê của mà anh Vũ luôn, cái quê quê mà đang mặc cái áo này, cái áo của Mexico. Dạ đúng rồi, bây giờ là 405 sau á thì đi hướng về về San Diego à, và đi từ San Diego đi khoảng 30 phút là đi về biên giới với Mỹ Tây Cơ, chúng ta hay gọi là Mỹ Tây Cơ đó, người Mỹ. À, rất là vui. Bây giờ Vũ sẽ chuyển qua chế độ adapt thử ha. Bây giờ bấm cái nào anh? Có phần bấm nhanh không? Chưa, nó chưa có ấy đâu. Buông chân ra, buông chân ra. Okay. Rồi, được. Được rồi đó. Rồi, thả tay đeo ha. Đúng rồi. Đó các bạn. Đây là chế độ adapt như là chạy tự động á. Mình bỏ tay ra mà không có đạp ga nha. Đó. Không đập ga, không đập thắng nha. Không đụng thử 15 giây thử nó có báo gì không? À, bây giờ nó quá 15 giây nó kêu Test. là nó phải đụng vào. Đụng cái là buông ra thôi. Buông ra. Nó sợ mình ngủ gục thôi, hay là sợ mình mất tập trung gì đó. Nhiều người thì khuyên rằng là không có nên lạm dụng quá cái chương trình ADAS này, nó không có khi nó cũng không có phải nên mình đảm bảo. Nhưng mà thật ra là chúng tôi thấy rằng cái xe này nó tự điều khiển cũng rất là tốt. Đây là đường cong hoàn toàn nha, cái gì thấy cái đường cong không mà cái xe thì đó, đây là Vũ là không có đụng cái gì hết, đụng gì hết. Mà chúng ta thấy là cái đường cong đó mà nó vẫn đi, nó tự động nó lái, mà tự động nó bẻ lái theo cái đường cong, cái độ cong của nó và cái tốc độ xe cũng test vô hiểu. À, bây giờ em thử là nó báo là 15 giây, nó báo là phải test, nhưng mà mình không test thì nó làm gì không? Ờ, chắc là nó sẽ đào quá hay là làm cái gì đó mình cũng chẳng biết nữa. Chưa bao giờ ok, thử, mình thử không ha. nên đi ừ Rồi. hoặc là nó release cái đó ra mình cũng chẳng hiểu. Em nghĩ giờ mấy ông thớt mà nó dừng thì cũng hơi nguy hiểm. Có thể là nó sẽ trở ra ngoài, nó thoát ra, nó không cho mình cái tiến độ mà tự động nữa. Rồi à, khi mà đăng ký mua cái xe đó như vậy thì giờ Vũ có đọc những cái policy gì của nó không? Nó có hướng dẫn là ràng buộc như thế nào, là anh phải đóng tiền như vậy mà không mua anh mất tiền, hoặc là anh sẽ bị phạt như thế nào không, hoặc là tới đây được hưởng cái quyền lợi gì khi mà mua xe không? Nó có nói không? Có anh như vũ đạp cái gì rồi đó, vũ đạp thắng hay là có bẻ lái gì đó, cho nên phải. Đó, nó trở lại bình thường á. Rồi bây giờ mới vô nè, đó bắt đầu nó apply lại, thấy không? Mình có thể chỉnh nhanh lên. Nó gà nó lên đó. Tốc độ nó đang lên, phải không? 60 trong ngày nãy mất cái 50 mấy rồi cho nó lên. Thì rất là nhiều người cũng rất là bất ngờ khi mà mình chạy những cái chiếc xe VinFast như thế này mà đi ngoài đường, ngay cả những người Việt Nam cũng vậy đó, cũng nhảy lại coi. À, thấy rằng cái chiếc xe cái nhà xe Việt Nam bây giờ mới tận mắt chứng kiến, mặc dù là cũng đã hơn một năm phải không? Đúng rồi. VinFast thường hay tổ chức các cái sự kiện nhưng mà không phải ai cũng đã tiếp cận. Bây giờ thì chạy ngoài đường phố á, nó mới là cái điều mà người ta tận mắt thấy, đúng không? Nói chung là mình cái gì bỡ ngỡ đáp như vậy, mặc dù mình thấy cũng
tự tin thả ra chứ mình thấy cũng hơi ngại ngại. Đúng là ngại chứ, tại cái xe, cái đường phố đằng trước, đường cong rồi đó, lỡ nó lủi sang bên kia là sao? Không hay ha. Cũng là công nghệ. Công nghệ. Em nghe nói là sắp tới là cũng có càng ngày công nghệ càng phát triển thì họ sẽ xuất chút xe điện mà dùng để giống như là ví dụ mình sáng mình đi làm xe chở mình đi làm, rồi ví dụ ai có con này nó chạy về rồi nó chở con người đi học, con đi học nó chạy về nhà nó chở được người, người đi về đi đón rồi đó, rồi quay lại là cũng như là mình khỏi cần phải mang xe đi, xe tự lái đó, xe tự lái luôn á, tự lái hoàn toàn á, 100% cái dạng vậy. Nhưng mà cái chuyện đó chắc có là của tương lai, bây giờ trước mắt là mình cũng phải sử dụng tạm thời nhiều cái tính năng đang xen với nhau. Hôm trước tới nay thì khi mà làm những cái chương trình nói về VinFast thì Vũ có bao giờ nhận sự những cái sự phản hồi hoặc là bị chụp mũ rằng là tiếp tay cộng sản hay là bưng bô cộng sản hay là làm bưng bô VinFast hay làm lợi gì cho cộng sản gì không? Có thể là mà cái xu hướng bây giờ nó đã gọi là gió đã đổi chiều, ngoài một số rất ít những cái comment như anh Giang được nói thì đa số những người mà khán giả họ thể hiện thấy là một cái sự đồng ý là xe VinFast, một xe Việt Nam là mang một cái tinh thần dân tộc Việt Nam, thì những cái chia sẻ mà đúng sẽ thật thật của xe VinFast rồi ủng hộ hàng Việt Nam thì được quý vị khán giả rất ủng hộ, và họ nói là đây là một sản phẩm mà nếu mình sử dụng thì đó là một cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc và yêu con người Việt Nam ở trong nước, coi vì đó là nó tạo ra công ăn việc làm cho người dân Việt Nam trong nước, cũng như là ngay cả bản thân là ở bên cậu ông đào ở Mỹ hay là sân bay John Wayne các bạn. Đó, chúng ta đang chạy đến sân bay John Wayne. Đi vào thành phố Irvine, gọi là có thể nói là thành phố công nghệ giống như là Silicon ở bên Bắc Cali đó. Đây cũng là một trong những thành phố của quận Cam, cũng khá là gần với cái vùng gọi là Lido Sài Gòn. Khu vực này thì cũng gần biển lắm rồi, hình như là cũng chỉ có mấy mai nữa là tới cái biển Newport Beach á. Dạ đúng rồi, em muốn ra biển không? À thì có thể là mình cũng có chạy một khúc đi. Đây quý vị, đường phố. Cách đây không xa thì vài mai nữa thôi thì cũng sẽ đến một cái chỗ mà vừa rồi hôm Tết á, là Tổng lãnh sự của Việt Nam tổ chức một cái dạ tiệc cam, là gặp mặt các cái đồng hương đó, những cái người Việt Nam ở vùng quận Cam, thì ở tại đây đó, ở trên cái đường phố này nè Vũ. Dạ. Như cách đây cũng không xa lắm, cả khoảng chừng vài mai nữa thôi, tôi nhớ không lầm là cách đây khoảng chừng 3 mai nữa. Lúc đó là anh Minh Giang có dự cái đúng rồi, mình đúng có rồi. Được đến dự và cũng có đưa tin về cái bữa tiệc đó. Và càng lúc á thì có lẽ rằng những cái doanh nghiệp của Việt Nam mà nó đổ bộ sang Hoa Kỳ thì nó nhiều hơn. Chúng ta đã thấy rằng cái sự đổ bộ nó rầm rộ hơn. Thì trước cái tình hình như vậy thì Vũ đánh giá như thế nào? Em nghĩ là việc là chúng ta thấy là vừa rồi ông Bộ trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken qua ghé Việt Nam để thăm Việt Nam á, thì để đánh dấu một cái nâng lên cái tầm quan hệ chiến lược về kinh tế cũng như là gọi là chính trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ,
và sẽ có sự đầu tư giữa hai chiều luôn. Có nghĩa là trước cái việc trước cái cuộc về của ông Anthony Blinken thì cũng cả có một cuộc những cái doanh nghiệp Mỹ về Việt Nam để tìm hiểu và đầu tư á, thì sẽ có những nhiều doanh nghiệp Mỹ về Việt Nam đầu tư và cũng có những doanh nghiệp từ Việt Nam ngược lại sẽ đầu tư và mang những sản phẩm Việt Nam qua Mỹ, và cho thấy là mối quan hệ về ngoại giao, về kinh tế của Việt Nam và Mỹ ngày càng nâng lên một cái tầm mới và nó không thể nào thay đổi được, vì Mỹ đang rất coi trọng Việt Nam trong cái vai trò ở vị trí Đông Nam Á, về chiến lược kể cả về quân sự nữa, cho nên Việt Nam được sự ưu đãi của vị trí nữa, và cũng như là con người, cái dân số Việt Nam cũng là dân số trẻ nữa các bạn. Dân số Việt Nam bây giờ cũng là gần 100 triệu người rồi, và cái lực lượng lao động của lực lượng lao động trẻ nữa, và những cái hãng của Mỹ cũng từ từ đưa những cái sản phẩm và những nhà máy từ Trung Quốc mà qua những quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam, trong đó có Việt Nam là ưu tiên. Thì chúng ta là những người Việt Nam ở hải ngoại thì cũng chào đón những doanh nghiệp của Việt Nam mà đưa ra những sản phẩm của Việt Nam tại cái đất nước Hoa Kỳ, và những sản phẩm đó tốt thì chúng ta cạnh tranh, thì chúng ta ủng hộ cái thương hiệu của Việt Nam và tiêu thụ, ủng hộ bằng cách tiêu thụ để tạo công việc làm, rồi tạo ra đồng tiền và tạo ra cuộc sống tốt đẹp cho người dân trong nước. Vâng, rồi rất là cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta cũng gần đến biển rồi, thì có lẽ là xin chào quý vị tại đây và sẽ hẹn quý vị trong chương trình tới. Chào.